Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Quân đội Nga đã sử dụng bom FAB-3000 nặng 3 tấn ở khu vực Kerch. Quả bom được thả xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây được coi là một trong những vũ khí mạnh nhất của hoạt động quân sự đặc biệt này đã được sử dụng vào tối ngày 2 tháng 10 gần làng Kremianoye thuộc địa phận Kronevsky, vùng Kerch của Nga. Đoạn video ghi lại cảnh quả bom phát nổ trên một cánh đồng. Ngoài ra, đầu tháng 8, ngay sau khi bắt đầu cuộc xâm nhập khu vực Kerch, một máy bay ném bom Su-34 đã thả một quả bom FAB-3000 vào một nhóm thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực Sumy, một trong những khu vực giáp biên giới với Nga. Trước đó, tập đoàn Rostec đã thông báo rằng họ đang tăng cường sản xuất bom hàng không có sức nổ lớn ở mọi cỡ nòng, bao gồm FAB-3000, có mô đun điều khiển và hiệu chỉnh lướt UMPK. Bom FAB-3000 với mô đun UMPK vẫn là loại bom mạnh nhất cùng loại trong kho vũ khí của máy bay quân sự Nga. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết, việc tái thiết lực lượng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine đã khiến cho Mỹ ngạc nhiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đã nhận định rằng Washington rất quan ngại về sự tái thiết nhanh chóng của quân đội Nga và một phần cho rằng điều này là do mối quan hệ đáng gờm giữa Moscow và Trung Quốc. Thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 10, do Quỹ Kenich vì Hòa bình Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tổ chức, ông Campbell tuyên bố rằng những gì chúng ta đang thấy trong suốt 2 năm qua là sự tái thiết quân đội của Nga với tốc độ và quyết tâm, thành thật mà nói, khiến chúng ta ngạc nhiên. Ông thừa nhận thêm rằng đây là chủ đề thực sự gây khó khăn cho phương Tây. Ông Campbell được hỏi liệu Mỹ có quá thận trọng khi cung cấp năng lực quân sự cho Kiev hay không, nhưng ông không trả lời rằng Washington là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine và phần lớn viện trợ được chuyển theo đúng thời hạn. Ông Campbell tuyên bố, phương Tây thừa nhận rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ đòi hỏi sự tham gia ngoại giao với Nga trong tương lai không xa, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington có một số ranh giới đỏ nhất định. Thứ trưởng cho biết, chúng ta có lợi ích rất lớn, chúng ta không thể chấp nhận những kết quả không tối ưu đến mức Nga hoặc Trung Quốc sẽ nghĩ rằng kinh nghiệm này nên được chép ở những nơi khác. Các mục tiêu được nêu của Moscow trong cuộc xung đột bao gồm biến Ukraine thành một quốc gia trung lập với giới hạn về sức mạnh quân sự, đảo ngược các chính sách phân biệt đối xử với người Nga của Kiev và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine khỏi các vị trí có thẩm quyền. Nga cũng yêu cầu Kiev từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với 5 khu vực trước đây thuộc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Mỹ vào tháng trước để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình mà các quan chức Mỹ được cho là đang hoài nghi. Kiev đang tìm cách đánh bại Nga về mặt quân sự với sự giúp đỡ của phương Tây. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington không loại trừ khả năng Ukraine phải đổi đất lấy hòa bình với Nga. Theo đài RT, sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kirby đã được hỏi ông có đồng ý với quan điểm cho rằng không có cách nào để chấm dứt xung đột hiện nay mà Ukraine cần nhượng lãnh thổ cho Nga không. Ông Kirby trả lời, đề cập đến nhà lãnh đạo Zelensky, điều đó tùy thuộc vào ông ấy. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cho biết, chính quyền nước này chỉ tập trung vào việc đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết để thành công trên chiến trường, thay vì tham gia vào trò chơi đưa ra các kịch bản thay thế và nói rằng chúng ta sẽ có thể thuyết phục ông Zelensky đổi cái này lấy cái nọ. Nếu, khi nào và bằng cách nào cuộc xung đột kết thúc, thì những điều đó phải theo cách mà ông Zelensky và người dân Ukraine có thể chấp nhận. Ông Zelensky được quyết định các điều kiện và hoàn cảnh, và nếu không có thời gian thương lượng, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ được quyết định không gian thương lượng đó là gì. Ông Kirby nói, đồng thời cũng xác nhận rằng Tổng thống Biden rất mong muốn cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vị quan chức này nhấn mạnh Kiev không nhận được sự chỉ đạo từ Nhà Trắng về việc các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra như thế nào. Tổng thống Biden đã công bố thêm gói viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc gặp với ông Zelensky tại phòng bầu dục. Ông Biden cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Ukraine đã trình bày với ông kế hoạch chiến thắng để giải quyết được cuộc xung đột với Nga. Chi tiết của kế hoạch này chưa được công khai, song ông Kirby hé lộ đề xuất bao gồm các sáng kiến bước đi vào mục tiêu của ông Zelensky, tin rằng có thể chấm dứt xung đột và ngăn chặn Moscow trong tương lai.
Điện Kremlin cho biết những điều khoản này sẽ không được đưa ra thảo luận nữa. Sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào đầu tháng 8 vừa qua, theo đánh giá của tình báo Mỹ, nếu phương Tây đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, cục diện cuộc xung đột về cơ bản không thay đổi, nhưng Moscow có thể phản ứng mạnh mẽ. Theo thời báo New York ngày 26 tháng 9, các cơ quan tình báo của Mỹ dự báo rằng Nga có khả năng sẽ trả đũa mạnh mẽ hơn nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh, có thể bằng các cuộc tấn công gây thương vong. Tình báo Mỹ cũng đánh giá thấp ảnh hưởng mà tên lửa tầm xa sẽ tác động tới cục diện xung đột, vì hiện nay Ukraine chỉ có số lượng hạn chế vũ khí này và không rõ họ sẽ nhận được bao nhiêu từ các nước đồng minh phương Tây. Đánh giá này cho thấy các nhà phân tích Mỹ coi phản ứng của Nga là rủi ro tiềm tàng và kết quả của động thái này cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chưa chắc đã tích cực. Quyết định có cho sử dụng hay không giờ hoàn toàn phụ thuộc về Tổng thống Joe Biden, người vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 26 tháng 9 vừa qua. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc cho biết, nội các xung đột của nước này đang cân nhắc các biện pháp trả đũa và sẽ không để yên sau vụ tấn công lớn nhất từ trước tới nay của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN hôm 2 tháng 10, Đại sứ Danny Danon mô tả việc Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10 là chưa từng có. Ông Danon bày tỏ, như tôi đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel chắc chắn sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và gây đau đớn. Điều đó sẽ sớm thôi. Tôi nghĩ họ biết chúng tôi có khả năng tiếp cận bất kỳ điểm đến nào ở Trung Đông. Chúng tôi có quyền quyết định cách thức thực hiện và các mục tiêu là gì. Khi được hỏi liệu Tel Aviv có lắng nghe thông điệp từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tuyên bố các địa điểm hạt nhân của Iran không nên là mục tiêu trong phản ứng trả đũa sắp tới của Israel hay không, ông Danon nhấn mạnh Mỹ và các nền dân chủ phương Tây khác phải có trách nhiệm ngăn chặn Iran đạt được năng lực hạt nhân, nếu không sẽ quá muộn. Đại sứ Israel quả quyết, nước này không muốn gia tăng xung đột, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả những vụ phóng tên lửa quy mô lớn của các lực lượng Tehran. Chúng tôi sẽ phải đưa ra phản ứng có tính toán, vì không muốn chứng kiến một cuộc xung đột toàn diện với Iran. Tin tôi đi, họ cũng không muốn chứng kiến điều đó đâu. Chúng tôi đã thể hiện năng lực của mình khi chiến đấu với Hamas ở dải Gaza và đang chống lại Hezbollah ở Liban. Họ, Iran, nên xem xét những gì đã xảy ra ở Beirut và Gaza trước khi họ bắt đầu cuộc xung đột với chúng tôi. Trong khi đó, báo Times of Israel đã dẫn tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay ông đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan an ninh của đất nước tại Tel Aviv hôm 2 tháng 10. Các nguồn thảo tin tiết lộ, chính quyền Netanyahu đang cân nhắc một loạt các biện pháp trả đũa Iran từ tập kích vào cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan khí đốt hoặc dầu mỏ, các địa điểm hạt nhân cho đến thực hiện các vụ ám sát có chủ đích và tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng không của đối phương. Cả Washington và Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Trước đó, các tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ tại biển Địa Trung Hải đã giúp quân đội Israel ngăn chặn các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran. Theo The War Zone, trong ngày 2 tháng 10, Hải quân Mỹ đã công bố các đoạn video ghi lại cảnh tàu chiến của nước này giúp Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran. Đại úy Hải quân Mỹ Bill Urban cho biết, hai tàu khu trục tên lửa Love Island Buck của hạm đội 6 là USS Cole và USS Berkeley đã đánh chặn nhiều tên lửa của Iran trong ngày 1 tháng 10. Đây là hành động để bảo vệ đồng minh trong khu vực. Cả hai chiến hạm của Mỹ đều được trang bị hệ thống Aegis, chuyên dùng để chống lại tên lửa đạn đạo. Trong hai video, chiến hạm của Mỹ đã thành công bắn hạ nhiều tên lửa của Iran. Tuy vậy, Hải quân Mỹ không tiết lộ cụ thể về số lượng tên lửa đã đánh chặn và loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này trong ngày 1 tháng 10. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các hình ảnh do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Tel Aviv. Vào hồi tháng 4 năm nay, các tàu chiến và máy bay của Hải quân Mỹ cũng đã giúp Israel ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa khác của Iran. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!